Nào, kỹ năng động viên. Và cuối bài này chúng ta sẽ chốt nó lại những hành vi cần phải làm nhưng nó hơn người ở chỗ tại sao phải làm thế. Đây. Các bạn không thấy cái lợi hại của nó, không bao giờ các bạn làm. Nó khốn nạn nhất thế cho nó. Và đấy cũng là cái ngây ngô nhất của kẻ đi giảng các bạn ạ. Phần số 1 lý thuyết động viên và trong từ điển thì thưa các anh chị nó có một sự tranh chấp cho nên nó là đồng hạng với từ việt nam nếu là gốc tiếng anh động viên chính là động lực tất cả các công ty đều mời tôi một chuyên đề vì công ty đời đều thấy một cái điều khoán cho nó làm thì nó làm đủ nhưng chất lượng thì không được chưa kể nó trồi sụt cho nên không công ty nào mà không mời tôi với một chủ đề lặp lại Thầy dạy cho em chuyên đề Tạo động lực cho nhân viên <laughs> Tức là tạo động cơ đấy các bạn ạ Và động lực Nó có hai phía Từ phía ở trong lòng nó Và một phía từ bên ngoài Mày làm được hợt hợt bên ngoài Chứ bên trong nó không muốn làm thì vứt đi Từ khi mà có loài người đến ngày hôm nay Đặc biệt là khi bắt đầu Có nền kinh tế cạnh tranh của nền đại công nghiệp Từ những năm 1960 Thì các anh chị biết rằng nó trở nên Một cuộc tranh chấp quyết liệt làm thế nào để đẩy anh em người ta làm Không một thằng nào giống nhau cả Các bạn ạ à? Và chửi nhau kích liệt cho đến sáng ngày hôm nay luôn Vậy cái gì làm cho người ta máu Mà người ta máu liên tục Và kết quả là Các sách động viên gạch đầu dòng Linh tinh hết cả Và không thằng nào giống thằng nào Cái gì ạ à? Là vì cái gốc nhận thức nó khác nhau Bây giờ tôi mới hỏi anh Hải nè Cái gì làm cho anh máu làm việc thế? Xong tôi hỏi câu đó lặp lại với mọi người Phỏng vấn cố định Thì các câu trả lời không bao giờ giống nhau Vậy thì tóm lại Mình quản lý 1.000 người Thì để cho người ta làm việc hàng hải Thì Cuối cùng làm cái gì Làm cái này thì ăn thằng này Mà làm cái này không ăn thằng kia Bởi vì hỏi nó Nó trả lời rõ ràng khác nhau mà Bởi vì thế cho nên là đứng ở góc độ nhu cầu thì người ta giải thích khác mà đứng ở góc độ hành vi thì người ta lại nhìn thấy vấn đề khác nếu đứng ở góc độ thần kinh học thì lại nhìn ở vấn đề khác cho nên nó là một chuyện cực kỳ không dễ mà nó ngồi nó nói như bố người ta nhưng mày thấy không lính ta làm hay à sau đó lên nó dạy đã động viên phải làm những động tác như, như sau tất cả bố láo hết tôi đang nói tất cả giáo trình đúng cho nên nó chỉ đúng ở trong trường hợp chính bạn chính công ty bạn và chính thằng đó thôi nó khó đến mức gì đấy đừng có dùng cái động tác này để đẩy thằng này xong cầm cái biện pháp đó dùng cho thằng thứ hai không đẩy được các bạn đặc biệt chú ý cái khó của người ta là chỗ đó vì nó là con người mà cho nên bây giờ chúng ta sẽ phải nhìn xem là người ta loay hoay thế nào để người ta đẩy một người vào hoạt động mà lúc nào người ta cũng vui vẻ người ta làm người ta làm Chắc chắn là người ta ý thức được người ta chết sớm Mà người ta vẫn làm Thì cái động lực ấy, cái động cơ ấy không hề giống nhau ở mỗi thằng Cố gắng tìm ra được điểm chung Sau đó cái thằng mà nó quái kiệt, ấy, nó có phần riêng ấy, thì tí tách nó ra Thì lại lại có những cái động tác đẩy riêng cho nó Đằng này viết sách cái như thật, ấy, thầy mới giáo ấy. Cho nên là ra giả ngoài mà thiên hạ có nào chấp bởi vì bố mà đi làm rồi chứ không phải bố mày mấy cái, cái, cái con sinh viên mặt giặc mới lớn ngồi ở trường đại học có biết cái gì bố mày làm rồi bố đi làm mãi rồi bố làm mãi cái điều mày nói rồi có hiệu quả đâu mà mày nói như thật đấy và nhiệm vụ của tôi là phải chinh phục được các bạn các bạn cứ đợi đó ok được chưa vậy thì ở đây các bạn từ từ những cách nhìn để đẩy một người làm việc thì nó có bao nhiêu cách nhìn và sau khi tôi chia sẻ xong các bạn thấy bây giờ áp dụng cách nào đấy thế vì không một cái nào nó sai thế chứ thì. vậy thì nhiệm vụ của tôi phải hút dùng cái gì được chưa cho nên nhìn các bạn trên màn hình bạn nào cũng vậy nhưng mỗi bạn đang có những thâm tâm hoàn toàn không giống nhau và cái lũ dạy con là một cái lũ dạy hạnh phúc gia đình là hai nó láo nhất thì ở chỗ đó nó học được cái tính tâm lý nó biết gì người ta nhìn ở hành vi khác người ta nhìn ở nhu cầu khác người ta nhìn ở tâm lý khác và người ta nhìn ở sinh học khác vậy thì bây giờ lý thuyết động viên nó gồm những cái những cái gì để đẩy người ta làm thì chúng ta có phần số 1 đó là các khái niệm và nếu các bạn bỏ cái này các bạn sẽ thua mà thằng nào nó ăn cái này thì nó ăn các bạn tất Các bạn có giỏi rơi về hành vi các bạn cũng thua Cái gì ạ? Khoa học toán học là khoa học của định lý Khoa học xã hội là khoa học của khái niệm Khái niệm là định lý Mà không có định lý làm sao giải bài toán thì Nó tào lao Nói rời nói đất cho nên phải học thuộc long Và khái niệm đầu tiên Chúng ta phải làm cho nó rõ xong tí nữa nhé Nào Khái niệm số 1 Khái niệm động viên động viên nhân viên nó là một động từ còn tí nữa khái niệm động cơ nó khác ngẫm một tí động viên là một động từ mình đẩy vào mình đẩy vào mình đẩy vào cho nó máu lên mày biết nó cần cái gì mà mày đẩy cái chuyện đấy tính xong cái chuyện nó cần cái gì ấy? là chuyện của động cơ của động lực còn bây giờ cái chuyện là mày thấy động lực rồi nếu nó có cái đó thì nó sẽ có động lực thì mày dùng cái động tác chủ động của nhà quản trị mày đẩy vào thì tự nhiên động lực nó xuất hiện hoặc nó nuôi dưỡng hoặc nó tăng cường vì động lực nó có người đấy rồi vậy thì động viên là tác nhân chủ quan mày đẩy vào cái nào rõ cái đấy nhỉ nào thế thì động viên là gì động viên là các giải pháp vậy thì cuối cùng cái môn này chúng ta phải đưa ra giải pháp chứ cái gì ạ à? là các giải pháp mày muốn làm nào kệ mày là các giải pháp để tạo ra tạo ra sự hăng hái tôi nói đời thường cho các bạn hiểu về bản chất là nó tạo ra động lực động viên là để tạo ra động lực mà động lực thì nó hiện thân là sự hăng hái sự phấn khởi mà ngày nào nó cũng phấn khởi thế mới hay các bạn ạ à? phấn khởi và và tạo ra trách nhiệm từ đó làm cho công việc có có hiệu quả hiệu quả chứ không phải kết quả nhé thay gì à thì đấy là khái niệm động viên rồi khái niệm thứ hai như vậy nói thật ngắn nếu tôi là kẻ đi học động viên cái động từ này nó chỉ ra là giải pháp hết và tôi nhớ tôi chỉ nhớ mỗi từ giải pháp giải pháp gì thằng nọ hơn thằng kia tao ghè được mày tao thích nghi được với môi trường ấy là ăn là cái giải pháp này giải pháp cho mày máu tao có đi nước ngoài mày làm y như là cái công ty của nhà nhà mày ấy. mày làm nó kệ mày mình không làm được mình thua và nó làm được nó ăn mà nó ăn thì phải cắm đầu xuống mà học nó tôi mới nói mở bài ấy, Hoàng tuấn mày có hiểu ý tao nói không Khái niệm thứ hai đó là vai trò vai trò của động viên. Thì cuối cùng các bạn là nhà kinh doanh, thì các bạn hiểu là động viên nó là động từ nãy khái niệm một nói rồi, mày làm nào để mày đẩy người ta phấn khởi, người ta làm chi miết luôn, người ta được, người ta được cái gì, người ta được cái mục tiêu người ta. Vì mục tiêu nó tạo ra động cơ Và mày đem mày cho người ta niềm tin Thế là cuối cùng người ta làm Cấn lực Thế là người ta được Nhưng đồng thời mình cũng được Thấy chưa à? Cho nên là Vai trò của động viên Nó nằm ở những góc sau đây Thứ nhất Thấy chưa à? Thứ nhất Là nó đẩy Đẩy hiệu suất đẩy hiệu suất công việc lên và kết quả là các anh chị sẽ thắng trong cạnh tranh các chị à? hay nói khác đi là các bạn sử dụng cái quỹ lương quá giỏi mà không có cái này không làm được sẽ đạt được cạnh tranh bởi vì nó xuất phát từ một cái biểu thức như sau hiệu suất của con người nói chung về con vợ chỉ cần nhé răng cười động viên chồng cái thôi nó làm mày gấp bốn lần mày muốn gia đình mày mau giàu chưa chưa nói công ty thì thằng sếp cũng, cũng, là gia đình gì đó thì bám lấy công thức này hiệu suất sẽ bằng sẽ bằng một hàm số f mà hàm số này nó chứa hai nhân tố cho nên cái cách ghi toán học nó ghi vậy nhân tố số 1 là năng lực của thằng chồng tức là năng lực của thằng nhân viên bà mày là sếp nhân với nhân với động lực tức là động cơ mà động lực là thằng chồng muốn cái gì và nó tin rằng nó làm cất lực nó sẽ đạt mục tiêu hay không thì con vợ phải phải làm được cái điều đó cho nên thằng chồng rất giỏi nhưng nó biết rằng thì con con mặt giặc này tính nó ngắn hạn lắm nó đều lắm nó chỉ biết nó không làm năng lực các bạn tuyển một thằng cực tài về trong 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 bản đồ nhân sự còn khốn nạn hơn cái thằng nó muốn làm nhiều chưa kể nó có tài nó phá dữ lắm bởi vì ấy, mày không cho nó động lực hay nói khác đi mày cho nó động lực bằng âm nó phá nát công ty mày luôn mày lấy về con vợ mày đã không cho nó động lực nó không đạt mục tiêu và nó có niềm tin vững vàng là với cái thằng mặt giặc này không khá được mà nó rất giỏi, mày bỏ nó nó không cho bỏ, nó giữ lại, nó hành mày đến như đến cuối đời luôn. như vậy hiệu suất sẽ trả âm mấy lần luôn. các bạn ạ, à, nếu có năng lực mà lại động viên nó thì ở giữa này nó nối bằng phép nhân, hiệu suất nó tăng vọt lên thế này, nó tăng đến mức thế này này, là khi mà thằng trộm mà bị chủ nhà nó đuổi, mục tiêu nó phải thoát thân và nó tin rằng chạy cất lực và lắt léo nó sẽ thoát được. Thì khi thằng trộm bị chủ nhà đuổi á Thì nó mới tính ra tốc độ chạy nhanh hơn vận động viên Olympic nhiều Vì động lực của nó cực mạnh Đúng không ạ? Vậy thì vì áp dụng năng lực thì cháu nó có hạn nhưng mà động lực thì rất là mạnh Phải đớp được con ly Cho nên nhân với Nói suốt ngày Nói suốt, nói suốt Thì nó ra hiệu suất Nhưng vì cái năng lực này nó yếu cho nên hiệu suất bằng không. May mà nó chưa âm, các bạn ạ. À? Nhưng nếu một thằng rất tài hoa mà nhìn thấy cái con, này, chả thấy cái gì muốn cả, thì năng lực rất cao. Nhưng mà nhất với động viên tức là động lực ấy bằng không, thì nó ra hiệu suất bằng không. Chả có chuyện gì. Cái gì nó cũng áp dụng được các bạn ạ. À? Như vậy mục tiêu đầu tiên mình đẩy động viên lên thì mình sẽ ăn Nhưng mà quan trọng nhất là người ta cũng ăn Trường Doanh Nhân Pia.